Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình đánh giá xe của Tipcar. Ngày hôm nay chúng tôi quyết định phá lệ đánh giá một chiếc xe máy điện, một chiếc xe rất đặc biệt trên một hành trình được thiết kế đặc biệt. Vâng, đây là một chiếc xe máy điện, một thương hiệu của Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, chiếc Datsun Weaver 200. Ngay từ cái tên xe, nhà sản xuất cũng đã muốn khoe một chiến tích về mặt lý thuyết của nó là mỗi một lần sạc điện nó di chuyển được 200 km. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ thiết kế một cái chương trình, một cái lộ trình vòng quanh thủ đô và xuyên qua những cái khu đô thị sinh thái nổi tiếng của Hà Nội, xem là một lần sạc điện chiếc xe này có thể hoàn thành cái hành trình này hay không, và liệu rằng chúng tôi có phải dắt xe giữa đường vì xe hết pin hay không. Mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ trước khi lên đường, chúng ta cùng làm quen với bạn đồng hành của chúng tôi. Datsun là thương hiệu xe máy điện của Việt Nam. Giám đốc điều hành của Datsun là ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, một kỹ sư tin học người Đà Nẵng. Ông đã từng giành nhiều giải thưởng lớn về tin học trong nước và quốc tế. Ông đã có khoảng chục năm làm kỹ sư phần mềm tại thung lũng Silicon, Mỹ và quyết định về Việt Nam khởi nghiệp. Weaver 200 là một sản phẩm cải tiến của thương hiệu này sau khi Datsun thành công trong buổi thuyết trình thương vụ bạc tỷ năm 2019 với sự bắt tay đồng hành của Sắc Hưng. Đến đây thì nhiều quý vị có thể nghĩ rằng chúng tôi đang đánh giá chiếc xe này vì tinh thần dân tộc hay sao? Thì chúng tôi xin khẳng định là ngày hôm nay chúng tôi xin tạm gác cái tinh thần dân tộc sang một bên và đánh giá chiếc xe này một cách khách quan nhất, dựa trên 3 yếu tố then chốt mà chúng ta cân nhắc khi mà mua một chiếc xe máy điện. Đầu tiên, đó chính là sức mạnh. Thứ hai, đó chính là tầm hoạt động. Và thứ ba, đó chính là thời gian sạc pin. Ngoài ra, có thể rất nhiều quý vị quan tâm đến cả một vấn đề nữa, đó là độ tin cậy. Tuy nhiên, độ tin cậy là một vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian để chiếc xe có thể chứng minh được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là 3 yếu tố then chốt của một chiếc xe máy điện nó được thể hiện trên chiếc xe máy này như thế nào. Về mặt sức mạnh thì công suất tối đa của chiếc xe này đạt được ở mức 6.000W và công suất định mức ở mức là 3.000W. Như vậy là cũng ở cái mức mà rất lý tưởng và cũng rất là ấn tượng. Về sức mạnh thực tế như thế nào thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận trên địa hình giao thông thực tại Việt Nam. Về tầm hoạt động thì theo công bố về mặt lý thuyết, chúng tôi đã nói ở đầu video, tức là mỗi một lần sạc đầy pin thì chiếc xe này di chuyển được 200 km, nhưng đó là tốc độ di chuyển lý tưởng là 35 km/h. Còn nếu như chúng ta tăng tốc gấp đôi, tức là lên tới 70 km/h, thì tầm hoạt động giảm xuống còn 135 km. Điều đó có nghĩa là mỗi một lần sạc đầy pin thì chiếc xe này có tầm hoạt động tương đương với rất nhiều xe xăng trên thị trường Việt Nam khi đổ đầy bình xăng. Và pin này sử dụng công nghệ lithium. Và yếu tố cuối cùng đó chính là thời gian sạc pin. Thì để sạc đầy từ khi cạn kiệt đến khi đầy trong vòng 3 tiếng. Và nếu như chúng ta chỉ cần sạc trong vòng 1 tiếng thôi, có thể di chuyển được 100 km. Điều đó có nghĩa là với một người di chuyển bình thường, một ngày di chuyển vài chục cây số, thì mỗi một tuần chúng ta chỉ cần sạc đúng một lần. Về mặt kích thước thì Datsun Weaver 200 có tổng chiều dài là 1,9m và cân nặng là 120 kg. Có nghĩa là nó là một chiếc xe mà nhỏ gọn. Và độ cao của yên xe là 800mm, phù hợp với tầm vóc của hầu hết người tiêu dùng Việt Nam. Về mặt thiết kế tổng thể thì chúng ta có thể thấy là chiếc xe này mang hơi hướng cổ điển. Tuy nhiên bên cạnh đó, những cái chi tiết đơn lẻ đều rất hiện đại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử ngắm nhìn chi tiết hơn, xem là chiếc xe này có những cái trang bị gì. Đầu tiên đó chính là ghi đông thiết kế kiểu vảnh. Đây chính là cái thiết kế mà giúp cho người ngồi cảm giác thư thái và dễ chịu hơn khi mà chúng ta di chuyển tốc độ thấp trong phố. Tiếp đó là toàn bộ đèn chiếu sáng và đèn xi nhan đều sử dụng công nghệ LED. Phuộc trước kiểu ống lồng. Và chiếc xe này sử dụng lốp trước và lốp sau kích cỡ rất lớn, đó là 17 inch. Ở phía sau thì toàn bộ đèn hậu hay là đèn xi nhan cũng sử dụng công nghệ LED. Giảm sóc sau có thể điều chỉnh độ cứng và mềm theo tải trọng. Đây, phía trước ghi đông là một màn hình kỹ thuật số với rất nhiều thông tin, ví dụ như là điều kiện nhiệt độ môi trường này, tình trạng pin này, hiệu điện thế này, số km của hành trình vừa mới đi được này, và tốc độ. Bên cạnh đó thì có các biểu tượng về xi nhan và đèn chiếu sáng. Tất cả những cái chức năng điều khiển khác của xe thì được bố trí trên ghi đông bên tay trái, ví dụ như là pha cốt, ngắt điện tạm thời, xi nhan hay là còi. Và đây có cả công tắc nháy pha. Hệ thống phanh thủy lực cả phía trước và phía sau đều được bố trí ở hai bên ghi đông, giống như các dòng xe tay ga. Và vị trí này trên các dòng xe xăng là bình xăng,
thì ở đây là một hộp chứa đồ có khóa. Ở trong này thì chúng ta đựng cái bộ sạc và một số những cái phụ kiện lặt vặt khác. Khi mà quan sát kỹ hệ thống khung thì chúng tôi nhận thấy là những cái mối hàn được hàn rất đẹp, rất gọn gàng và đẹp. Bên cạnh đó thì cũng có một vài cái điểm mà chúng tôi chưa hài lòng cho lắm. Đó là cái chốt hãm của hệ thống cổ phuộc này bố trí chưa hợp lý, khiến cho khi mà chúng ta quay ghi đông, khiến cho ghi đông chạm vào cái thùng chứa đồ. Ngoài ra thì chân chống chính có lẽ là thiết kế cũng chưa thật sự tối ưu, khiến cho quá trình dựng xe tốn nhiều lực hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình. Địa điểm khởi hành mà chúng tôi đang đứng ở đây đó là công viên Hòa Bình, một trong những cái địa danh ý nghĩa của thành phố Hà Nội. Bắt đầu từ đây chúng tôi sẽ đi qua hàng loạt các khu đô thị mới và hiện đại đến công viên Yên Sở theo đường Vành Đai 3. Đây là tuyến đường đông bậc nhất của Hà Nội. Tiếp đó là chúng tôi sẽ đi từ Yên Sở đi sang Eco Park, nơi được coi là không gian sống giữa thiên nhiên. Và từ Eco Park chúng tôi sẽ sang khám phá Ocean Park, nơi mà được coi là biển hồ giữa lòng thành phố. Tiếp đó là hành trình sẽ đi qua Vinhome Riverside, rồi xuyên qua thành phố, qua hàng loạt khu sinh thái khác để trở về vị trí xuất phát ban đầu. Để khởi động xe thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên đó chính là chạm thẻ từ vào khu vực này. Và cách thứ hai là khi mà chúng ta đã cài đặt được phần mềm vào điện thoại di động thì chúng ta cứ đến gần xe là xe sẽ tự động khởi động. Vâng, và bây giờ chúng tôi bắt đầu hành trình. Chặng đường đầu tiên mà chúng tôi di chuyển đó chính là từ công viên Hòa Bình đến công viên Yên Sở. Đây chính là đường Vành Đai 3, một cái tuyến đường huyết mạch nóng nhất của thủ đô Hà Nội hiện nay. Và cái con đường này gần như là lúc nào cũng đông đúc, bất kỳ vào cái thời điểm nào trong ngày, bất kỳ ngày nào trong năm, cực kỳ đông đúc. Và thậm chí là đi qua những cái ngã tư đông nhất của thủ đô Hà Nội. Cảm nhận đầu tiên khi mà lái Datsun Weaver 200 đó chính là tư thế ngồi rất thoải mái. Trên cái hành trình đông đúc như thế này, một cái điểm quan trọng, vô cùng quan trọng đó chính là chúng ta cần phải có một cái tư thế ngồi thoải mái để có thể đi được hành trình dài. Tốc độ có thể là thay đổi khác nhau, lúc đi nhanh, lúc đi chậm, vẫn cảm thấy thoải mái. Ghi đông vảnh và hệ thống yên thiết kế kiểu cổ điển khiến người lái cảm thấy tư thế rất dễ chịu trên cái hành trình này. Và tiếp đó, trên cái con đường lúc đi nhanh, lúc đi chậm, tốc độ hoàn toàn khác nhau này, đó là chúng tôi cảm nhận thấy là tay ga rất nhạy bén. Và đặc biệt là khi mà chúng ta giảm tốc, chỉ việc buông tay ga là xe sẽ tự động phanh động cơ. Trong quá trình phanh động cơ, theo nhà sản xuất công bố thì hệ thống pin cũng sẽ tự sạc, giống như là nguyên lý làm việc của hệ thống pin trên xe ô tô hybrid vậy. Và mỗi một lần khi mà muốn bứt tốc để thoát khỏi một đám đông thì chiếc xe cũng lướt đi rất nhanh, vô cùng linh hoạt. Tôi đã từng sử dụng và trải nghiệm những chiếc xe máy xăng dung tích là 110, 125 hay là 150cc. Và hôm nay trải nghiệm chiếc xe máy điện này, tôi có thể khẳng định là khả năng vọt tốc của nó hơn tất cả những chiếc xe máy xăng dưới 100cc. Phải khẳng định là như vậy. Và bây giờ chúng tôi đã đến điểm đến thứ hai, đó chính là công viên Yên Sở. Và trên đồng hồ công tơ mét đã hiển thị con số là 19,8 km, cộng với hơn 11 km mà tôi đi từ nhà đến công viên Hòa Bình nữa. Như vậy là chiếc xe này đã di chuyển được 30 km mà pin vẫn chưa tụt xuống một vạch nào. Tôi đang cảm thấy hào hứng hơn và tự tin hơn. Và bây giờ chặng thứ hai đó chính là sẽ vượt qua một cái đoạn đường Vành Đai 3 tiếp theo để sang Eco Park. Đây là một hành trình tốc độ cao hơn và cũng có nhiều cảm xúc hơn. Hành trình này tiếp tục di chuyển trên đường Vành Đai 3 và đi xuyên qua cầu Thanh Trì. Với cái sức kéo rất mạnh, công suất rất lớn, chúng tôi cảm nhận thấy là chiếc xe này có thể lên những cái tầng hầm chung cư vô cùng nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà lên những cái dốc cầu cũng không có gì là trở ngại đối với nó. Và theo dự đoán của chúng tôi, nếu giả sử có chở thêm một người nữa ở phía sau thì chiếc xe cũng có thể bứt tốc một cách rất mạnh mẽ và linh hoạt. Và một lần nữa, chiếc xe thể hiện là khi mà di chuyển tốc độ đều từ trung bình đến cao, nó có thể lướt rất nhanh. Thậm chí là với cái tốc độ trung bình và cao như vậy, cảm nhận của tôi đó là tay ga nó còn nhạy bén hơn rất nhiều so với khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ thấp. Và khi mà di chuyển vào không gian xanh, thực sự là chúng tôi cảm thấy việc lái một chiếc xe máy điện rất có duyên. Không gian yên tĩnh, trong lành, chiếc xe lướt đi không có bất kỳ một cái tiếng động nào, cũng không có khói. Thực sự đây chính là một cái hình ảnh mà chúng ta nên hướng tới trong tương lai.
Và lúc này đây, chúng tôi đang đứng ở khuôn viên của Eco Park, một trong những cái mô hình về khu sinh thái rất nổi tiếng ở gần trung tâm Hà Nội. Lúc này thì đồng hồ công tơ mét đang báo là gần 34 km, cộng với khoảng 11 km mà chúng tôi đi từ nhà đến điểm đến đầu tiên, thì như vậy là chúng tôi đã di chuyển được khoảng 45 km. Mà cho đến giờ phút này, pin trên bảng đồng hồ vẫn báo còn nguyên, tức là chưa sụt đi một vạch nào. Và bây giờ với cái lượng pin như thế này, tôi đã cảm thấy tiếp tục tự tin hơn, hào hứng hơn. Tôi sẽ tăng tốc hơn nữa để đến điểm đến tiếp theo. Từ Eco Park sang Ocean Park thì chúng tôi quyết định tăng tốc. Mặc dù chỉ là một chặng ngắn, nhưng mà chúng tôi cũng cảm nhận được rõ ràng về cái sự tăng tốc ở tốc độ cao của chiếc xe Datsun Weaver 200 này. Phải nói là khả năng tăng tốc quá tuyệt vời. Nếu như những quý vị, những ai đã từng lái những chiếc xe dưới 150 phân khối, chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Và nếu như chúng ta đã từng lái những chiếc xe xăng, khi mà tăng tốc vặn ga hết cỡ, chúng ta vẫn thấy có cái cảm giác là nó gằn, máy nó gào lên. Nhưng mà với chiếc xe này, với cái motor này, chúng ta sẽ cảm thấy nó im phắc. Chiếc xe lướt đi, thậm chí là đôi khi có thể khiến chúng ta phải giật mình. Hiếm có trên một chiếc xe điện ở cái tầm giá này. Và khi mà chạy ở tốc độ cao thì cảm nhận rất là rõ ràng, đó chính là thân xe rất chắc chắn, rất cân bằng. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng không chỉ phù hợp trong không gian đô thị, mà chiếc xe này còn rất phù hợp với những người đam mê cái cảm giác lái tốc độ trên đường trường. Và bây giờ chúng tôi đang đứng ở một nơi rất nổi tiếng của Hà Nội, và phía sau chúng tôi đó chính là biển hồ của Ocean Park. Ở gần đây, ngay trước mặt đó là trường đại học của Vin. Đây có thể nói là một trong những không gian đáng mơ ước nhất, đáng sống nhất tại Hà Nội. Và lúc này thì đồng hồ công tơ mét đang chỉ là 43,8 km, nghĩa là gần 44 km. Như vậy là cộng với 11 km ban đầu nữa, chúng tôi đã di chuyển được khoảng 55 km. Pin bây giờ mới sụt xuống một vạch. Sau khi rời Vinhome Ocean Park thì chúng tôi theo quốc lộ số 5 để trở về Vinhome Riverside ở Long Biên. Quốc lộ số 5 có thể nói là một con đường cực kỳ đau khổ nối từ Hà Nội đến các tỉnh phía đông, ví dụ như là Hải Phòng, Hải Dương hay là Quảng Ninh. Con đường này suốt ngày đêm bị các phương tiện giao thông cỡ lớn, tải trọng lớn cày nát. Có rất nhiều đoạn mặt đường mấp mô và thậm chí là có những cái mảng chắp vá. Chính vì vậy mà trên cái con đường này đã thách thức cái hệ thống giảm xóc của chiếc xe. Với bánh cỡ lớn và hệ thống giảm xóc rất tối ưu, và chúng tôi nhận thấy là trên con đường mặt đường khá xấu này thì chiếc xe rất êm ái, dễ chịu, và có thể nói là êm ái và dễ chịu hơn rất nhiều so với các dòng xe tay ga có bánh nhỏ mà đang bán rất thịnh hành trên thị trường Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi đang đứng ở một cái vị trí rất quen thuộc của Vinhome Riverside Long Biên. Không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Không hiểu vì sao Vinhome Riverside lại lấy cái biểu tượng của quảng trường đỏ ở Moscow, một cái địa danh nổi tiếng ở đất nước Nga. Và lúc này thì đồng hồ công tơ mét đang báo là 66,9 km, và mức pin lúc này vẫn đang là còn 4 vạch, mới chỉ sụt có một vạch. Và từ sáng đến giờ, từ lúc khởi hành ở công viên Hòa Bình cho đến nay, cho đến giờ phút này chúng tôi chưa bao giờ tắt máy. Đèn lúc nào cũng sáng, và chiếc xe này luôn luôn sáng đèn khi mà khởi động. Lý do vì sao chúng tôi lại không tắt máy xe? Bởi vì chiếc xe này nếu như mà chúng ta tắt điện và khởi động lại thì toàn bộ đồng hồ công tơ mét sẽ bị reset lại về không. Chính vì vậy mà chúng tôi, để đánh giá chính xác nhất cái số km đã chạy được, thì chúng tôi quyết định là để chiếc xe hoạt động liên tục suốt từ sáng đến giờ. Và bây giờ chúng tôi sẽ chia tay Vinhome Riverside để xuyên qua thành phố và trở về điểm xuất phát, đó chính là công viên Hòa Bình. Và lúc này thì Hà Nội chuẩn bị bước vào cái giờ tan tầm, tức là cái giờ đông đúc nhất của thành phố. Mà bây giờ chúng tôi lại đi xuyên qua thành phố để trở về vị trí xuất phát. Và chắc hẳn cái lộ trình cuối cùng này không phải là lộ trình dễ chịu chút nào. Thông thường khi mà lái một chiếc xe mà có cái sức mạnh bứt phá trong đô thị mà di chuyển tốc độ chậm, chúng ta sẽ cảm thấy là nếu như với một chiếc xe xăng, chúng ta sẽ nghĩ là nó sẽ gằn hay là nó sẽ giật, vân vân. Nhưng mà với một chiếc xe này, chúng ta có thể di chuyển với bất kỳ tốc độ nào mà chúng ta muốn. Một cái tư thế ngồi vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Và một trong những cái tính năng chúng tôi sử dụng rất nhiều trong cái chương trình này đó chính là tính năng phanh động cơ. Tức là khi mà chúng ta giảm tốc, động cơ sẽ sử dụng tính năng phanh động cơ, chiếc xe sẽ từ từ giảm tốc. Thậm chí là khi mà đi qua khá nhiều những cái giao lộ hoặc là gặp khá nhiều những chướng ngại vật mà tôi gần như không sử dụng cái phanh, tức là ngay khi mà giảm ga là chiếc xe cũng đã giảm tốc. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta tính toán không kỹ thì dĩ nhiên là chúng ta phải dùng ga bổ sung. Nhưng mà đã rất nhiều lần, rất nhiều tình huống như vậy, tôi không hề dùng phanh. Điều đó có nghĩa là chúng ta khi mà di chuyển trong đô thị, thậm chí là còn tiết kiệm cả phanh. Và cũng theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, thì khi mà chúng ta sử dụng tính năng phanh động cơ hoặc là khi mà bóp phanh thì hệ thống cũng sẽ nạp lại điện cho pin. Như vậy là di chuyển trong đô thị với xe xăng tiêu tốn nhiên liệu, nhưng với chiếc xe điện này thì lại hóa ra là tiết kiệm nhiên liệu. Và cũng theo thông tin chính thức, Datsun Weaver 200 có chuẩn kháng nước là IP65. Có nghĩa là xe có thể vận hành trong điều kiện ngập nước khoảng 50cm mà không ảnh hưởng gì cả đến pin hoặc là động cơ. Và sau nhiều tiếng di chuyển thì bây giờ chúng tôi lại có mặt ở vạch xuất phát, tức là công viên Hòa Bình. Và bây giờ đồng hồ công tơ mét chỉ tròn 90km, cộng với 11km từ nhà tôi đến đây nữa là 101km. Và chiếc xe này mới tiêu thụ có 2 vạch pin. Phải nói là vô cùng tiết kiệm, vô cùng mạnh mẽ. Và bây giờ đến một phần vô cùng quan trọng, đó chính là chi phí vận hành. Thì chiếc xe Datsun Weaver 200 này có chi phí vận hành như thế nào, liệu có thực sự hấp dẫn hay không, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Do có thiết kế tối giản về mặt cơ khí, ví dụ như là hệ thống truyền động chỉ có motor điện, cho nên là sẽ không cần bảo dưỡng định kỳ như các loại xe xăng thông thường. Tiếp đó là tiền sạc điện cho 200km chỉ hết khoảng 20.000 đồng tiền điện, khoảng 10.000 đồng trên 100km, chưa bằng một nửa lít xăng. Và Datsun bảo hành chiếc xe này lên tới 3 năm hoặc là 30.000km. Và đặc biệt là những khách hàng đặt xe trước ngày 31 tháng 1 năm 2022 thì sẽ được bảo hành pin lên tới 10 năm, tương đương với 100.000km kể cả lỗi chai pin. Như vậy là chúng tôi vừa hoàn thành chương trình trải nghiệm chiếc xe máy điện Datsun Weaver 200, một chiếc xe của thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Tổng kết lại hành trình thì có thể nói rằng đây là một chiếc xe mà có cái thiết kế rất độc đáo, cá tính, động lực mạnh mẽ, tầm hoạt động rất tốt và đặc biệt là rất kinh tế trong quá trình sử dụng. Với mức giá 54 triệu 900 nghìn đồng, chúng tôi đánh giá rằng đây là một chiếc xe rất đáng để cân nhắc để chúng ta sử dụng hàng ngày trong đô thị, và đặc biệt là cuối tuần đi dạo, uống cà phê mà lại đi chiếc xe này thì thực sự là quá tuyệt vời. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Xin hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.